Tôi có đi trước ông nè. Ông ơi lời ông ơi chừng mấy cái nhỏ dạy vô không? Tôi hồi nào giờ tôi nói tôi đi trước bà, chứ tôi không có đi sau bà đâu. Cũng hôm nay nhìn số phận á, bà đi trước được thì đi. Rưng rưng cảnh bà nắm tay ông trước lúc qua đời. Ở với nhau 75 năm rồi, tôi đi trước nhé. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip xúc động ghi lại hình ảnh cụ bà nằm trên giường bệnh nhưng không quên dặn dò chồng trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Hình ảnh vợ chồng già tóc đã bạc trắng, gương mặt in hằn đầy vết nhăn, đồi mồi của thời gian đang nắm tay nhau thật chặt khiến những ai bắt gặp chẳng thể kìm được lòng mình. Trong đoạn clip, cụ bà trăn trối rằng ở với nhau cũng đã 75 năm rồi, nay tôi đi trước ông nhé, ông ở lại dạy dỗ con nhỏ, khi nào nhớ thì xuống gặp tôi. Khi ấy ông đáp lại: mấy bữa gà tôi nói là mấy gà tôi đi mấy bữa gà rồi đó, mà sao nó còn núi lại đây, đi sớm sớm được thì bà đi đi được. Thôi bà yên thân đi, để lại đây con cháu nó lo, thì con cháu đứa nào nó cũng lo hết trơn á, cho nội cho ngoại cho chắc gì nó cũng lo hết trơn á, vợ chồng ai cũng vậy chứ, kẻ đi trước người đi sau, kẻ đi sau người đi trước, đau cũng vậy đó, kẻ đau người bệnh. Được biết người đăng tải đoạn clip này là chị Mỹ Trinh, cháu ngoại của hai cụ. Nói về tình yêu của ông bà mình, chị Trinh cho biết ông Châu Văn Sáu sinh năm 1927 và bà Trần Thị Hạnh sinh năm 1929 ở Đồng Tháp, kết hôn 75 năm nay. Hai cụ có với nhau 6 người con và hơn 70 cháu chắt. Người con lớn của hai cụ đã 72 tuổi và người con út 56 tuổi. Dù đến với nhau do mai mối nhưng hơn 70 năm qua, hai cụ chưa một lần to tiếng, thậm chí mỗi ngày ông bà đều lấy đồ ăn cho nhau, cùng kể chuyện thời xa xưa. Nói về tình yêu của ông bà, chị Trinh không khỏi ngưỡng mộ. Suốt đời ông bà chung sống bên nhau dù nghèo nhưng êm đềm hạnh phúc lắm. Ông nói bà nghe và bà nói thì ông nghe. Ông bà thường dạy cho con cháu những lời hay lẽ phải, biết hiếu thảo với bề trên, sống trên đời phải biết đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới và năm chữ: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Chị kể thêm bà mình ốm do tuổi già sức yếu hơn một tháng trước và qua đời cách đây vài ngày. Thời gian bà nằm trên giường bệnh, ông không chịu ngồi bàn ăn nữa mà vào phòng gấp đồ ăn cho bà. Ông cứ quanh quẩn bên giường bà suốt, bà hỏi nay bà thấy khỏe hơn chưa, ăn uống được gì không. Có một việc ông không khi nào quên mỗi ngày là hôn bà, chị Trinh nghẹn ngào. Chị cũng cho hay, những ngày này ông đang rất nhớ bà và tinh thần sa sút nhiều. Mỗi khi ấy, ông lại vào thắp hương cầu nguyện cho linh hồn bà được thanh thản. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.